rồi bán bây giờ mình chuẩn miếng rồi bán bây giờ mình tốn thốn những ai rồi bán ấy. Mà ngay mà trade bán phải bay buôn hàng hỏi tốn kia hai giờ đọc mớn thì mùi bằng mớn là cái bán chứ bây giờ ở tốn nhưng xua chẳng bây giờ ở tốn như tờ hồn à dương do account mà rồi là bây giờ là tờ trade nó như anh chẳng bay nhưng rồi đã ở thế cái thì nói thì dương người đấy nhiều dương mà bị xa chạy mình tệ chẳng á đưa ra tại mà dẫn nhiều khơi miền thì đi làm ran khăng long xài forex hay là crypto nó mà ngắt chẳng à với là nhóm mơ khơi nó cứ nhóm mơ khơi phim à với chỉ miền mới play mà không cá thì làm ran này đấy chẳng phim à với chỉ miền nó cứ chỉ kì cái bên chuẩn bị nó cứ bắt đầu từ lời bọn bọn này còn nơi quay sắc xa không nắng á chẳng ở quạt thị trường mong quạt chạp vô à cá rồi đi muốn vô mà vừa chỉ ôm cò muối đại cột đồng bưng là ngày là cột thả còn là chục chơi từ lời bị sạch này đi dưới thời trăm thả nơi bên này đại dương đồng bưng từ lời quay muối vì cái chỉ cô bụng non được có cái đây sao mày bây giờ ngày là lỏ hay bẩn tay à vậy thì những mưa khơi cho nó à với chuyện miền nó cười kì không quay sắc xá quạt ọt vô bề bề liền đang quạt tới liền này nhung vậy tại tôi chuẩn bị bồn bồn nó không chia lại có mua là hai đấy là của thằng này mà nhung vậy đó là thật đăng tha nó pe na để dựng cái bông tờ sắc xá xoay vô chuẩn này đăng mua thả nó hay là vì xá từ sầm khăn chắc chắn còn vậy tha chuẩn này hay là pizza chỉ speed chắc là pena để dương vô bị nó mập chà ná cứ biết thử men bốn một hai đấy kìa đấy giờ chăm ta là pena để dương trong sao chưa vậy mua dương ở chợ pizza dương trong sao chưa vậy mua dương ở mình chợ hạt đắng á nhưng còn dương của bạn sao chưa được đấy chắc phone bảo này con nơi quay sức xa nơi chưa lấy mà chỉ muốn con an toàn đăng một pi côn sụp bạn cả xa mà này tí muối tại tôi chuẩn bị sáng thì pi tại tôi chuẩn bị nó chuẩn bị nó được nông sản lá nữa nè hay tí bay tại tôi chuẩn bị cái cá áo bông đẹp sờ là tốt nên cá bị chán nè cho nó pi để quất cá cá đã được áo nắng á đó mà tí quất được băng từ lừa bị sai forex được bị sai crypto nắng á quất đã chụp chơi nhóm hiền vậy chẳng mua hai đấy kìa tí muối quất của bạn nó không cá mà đau từ lừa cá xoay rô ai kia xa được có xoay rô reference là mùi nè cứ có đá chế án được có đá chế từng xoay rô lại nè anh ấy nhóm gì đã tới nhóm người này đã có xoay chất xa nè đã có mình khu mình ấy nè bà hát mình đi đi có trăm bà riêng anh ấy hướng xe nó như thôi dù lại nè chẳng anh ấy mà tẹp bao nhiêu nhóm mơ khuyên chẳng bố ấy cá đi chụp bán từ lưu sai forex những cái mà khói vì mà men đi nạc nam mà chuyển đúng không nên bắt pro and con không mình tập tôi những cái pro and con mà nên à vì mình còn số bát nó còn bị bắt chắc là còn số bát nó vì mình chả là còn bị bắt vì mình chả là còn bị bắt nó bây giờ nó bị phạt từ lưu dụ chốn dương thằng khói nha để còn cả để còn làng mà nó á vừa là chặt thời kia trader chặt thời kia trader bắt tay trading mà mình xuống đấy mình vấp láng dương ăn ấy dương ăn cho sờ lá dương ăn ấy dương lẹ cả bán ăn bánh há cũng chạm là tre tới ai hổ lui bán này hổ bán mà dương mình chuyển miếng hổ bán mà dương mình tốn thốn nhưng ai hổ bán ấy mà ngay mà tre bán lại bay buôn hàng hỏi tốn kia mà hai giờ đập mớn thì mùi bơm mớn là cái bán chứ bây dương ăn tuần dương xua chẳng mình bây dương ăn tuần dương tờ hồn này dương do account mà rồi sờ lá bây giờ sờ lá tờ tre đứng dương ăn chậm một bên nhưng rồi đã ăn thế cá đi không nên thấy chuôn cá bê khang kha đó của dương tre đính cứ dương bắt đầu từ lưới kì bắt đầu từ lưới bởi dân như intra đế anh ấy nhung cái hàng intra đế anh ấy bắt đầu từ lưới mà ngày bởi dân chỉ discipline như kháng anh dương ảnh make bán này make profit được có cá phao như này bán mà tất đấy phải xử lý bao nhiêu cứ intra đế nè khác có tre swing như thế được không nên chẳng nè khác kháng hàng swing kháng hàng ở position tre để mình chuẩn bị không nên chẳng bỏ mà vậy ô tí ho nghe rủi chỗ đôi dương vập lại nhưng tập bạc là nó chạy nhỉ dương vập lại nhưng tập bạc hàng chạy nhưng bây giờ mình tốn rồi chắc nè anh mình tốn thở thương mình do chỉ mẹ đơn hay đơn chỉ niên để dương không phẳng pí pí nam à
ពីការសិក្សារបស់យើងនេះទៅធ្វើការឯគេដើម្បីសន្សំលុយដើម្បីប្រកាន់ទុនអានេះយើងចាំចាប់វិស័យមួយនឹងក៏បានឬក៏យើងមើលឃើញវិស័យផ្សេងទៅតាមនោះទៀតអានឹងវាអគួរថ្នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺខ្ញុំចង់ចេញតែប៉ុណ្្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង view ឬក៏ perspective របស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំឃើញណាទៅលើការរីចម្រើនទៅលើវិស័យ Forex ហើយនឹង Crypto វាប៉ះពាល់ឬក៏វាមានគ្រោះថ្នាក់បែបពេកខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមែនអាក្រក់ទេវាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងៗគាត់យល់នៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបដោតទៅលើការសិក្សាយ៉ាងសិនបដោតសិនកុំចូលតាមគេកុំតែមានពេលឯអត់អីណាអត់អីទេអត់ហួសពេលឯនៅក្នុងហ្នឹងអត់ហួសពេលឯវិស័យហ្នឹងអត់មានតាណាទេហើយលុយនៅពេញមេឃនៅក្នុងហ្នឹងប្រហែល3លាន 5.3 ត្រីលានកាលប្រហែលឆ្នាំមុនឥឡូវហ្នឹងប្រហែល3លានអញ្ចឹងអត់បញ្ហានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងៗមានមតិអីមួយចំនួនអាចនឹងប្រាប់ខ្ញុំវិញបានហើយក៏មិនមកកកមកអានេះយ៉ាងជជែកគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន